Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thấy một cái biểu tượng hay quá, cho nên muốn quay tặng quý vị và các bạn nha. Một cái biểu tượng của tại đền Đông Thánh Vicente, mà tôi nghĩ rằng nếu chắc các bạn chưa có một lần nào đến thì các bạn sẽ không thấy được. Đây, đòn người đói ăn bánh và cá. Cái này là sự tích của hai con cá và bánh mì. Mấy chiếc bánh? 5 chiếc bánh và hai con cá. Sự tích nó như thế này quý vị và các bạn. Thì sau khi nghe Chúa Giêsu giảng đạo thì lại thấy có vào khoảng đàn ông thì khoảng gần 5.000 người. Thế là chưa kể phụ nữ. Cho nên các chú mới động lòng và chú mới bảo rằng là bây giờ không có gì ăn. Thì mới có một cái người nào đó mang hai con cá và 5 cái bánh. Và Chúa bẻ bánh ra ăn. Và cái kết quả thu được gồm có còn rất là nhiều mẫu bánh vụn. Thứ hai là Chúa làm phép bánh con cá ra nhiều cho hàng ngàn người ăn. Và cái biểu tượng này là Chúa cầu nguyện một mình, thiên thần yên ủi. Này, sự tích là Chúa cầu nguyện một mình 40 ngày trên núi anh hả? Rồi, ở đây thêm một cái biểu tượng nha quý vị và các bạn. Ở đây thêm một cái tượng là ông Thánh Giuse mua khăn niệm xác xu Chúa. Ủa, ông thánh Giuse mua khăn liệm ha, liệm xác Chúa. Này, sự tích này em không biết anh ơi. Chúa đã chết. Ông Thánh Giuse này không phải ông Thánh Giuse ba Chúa đúng không? Đây là một cái biểu tượng ông Gia Kiêu. Ông Gia Kiêu là một người kia thu thuế. Ông Gia Kiêu là một người thu thuế. Và sau khi ông tướng người nhỏ thì trong cái tin mừng thì ông Gia Kiêu là một cái người thu thuế, cho nên là người tội lỗi. Cho nên vì muốn thấy mặt Đức Chúa Giêsu cho nên ông đã trèo lên cây. Thì Chúa mới có một cái biểu tượng là Chúa kêu ông Gia Kiêu, hôm nay ta sẽ đến nhà ông. Và ông Gia Kiêu đã hứa bán cái tài sản. Bán hết hay bán 1/2? Bán tài sản. Thì ông bảo là ông về và ông mừng quá. Ta có tượng thấy ông Thánh ông nếu như mà trong trường hợp ông có làm thiệt hại ai thì đền gấp 5. Đây là một cái biểu tượng là bà Thánh Magdalena xách bình thuốc thơm xức xác cho Chúa. Một cái trước cái ngày phục sinh thì Chúa chết. Thì có một cái hình ảnh là bà Magdalena đã xức thuốc thơm lên xác của Chúa. Và chính bà Maria Magdalena đã thấy Chúa lần đầu tiên. Chúng ta sẽ có một cái câu chuyện là bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì? Trên đường bà thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe. Tiếng tang tang tình tình tang tang ô tang. Còn ông Thánh Nicodemo tháo đinh Đức Chúa Giêsu, nó cũng vậy đó quý vị và các bạn. Trước khi Chúa Giêsu chết thì Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Thì ông Nicodemo đã tháo đinh Đức Chúa Giêsu. Chuyện sao thì không biết. Đức Mẹ tán xác Đức Chúa Giêsu và bà Thánh Maria Magdalena đã sức dầu thơm. Đây Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn sẽ không bao giờ thấy có một cái bức tượng lần thứ hai nếu tôi không quay tặng quý vị. Đây là Đức Mẹ Đồng Công. Có một cái câu chuyện là
Nếu Chúa Giêsu sống lại thì Chúa Giêsu cũng sẽ không biết là có bao nhiêu hội đoàn con Đức Mẹ, trong đó có mẹ Đồng Công nè, mẹ Mến Thánh Giá nè, Đức Mẹ nhiều lắm quý vị và các bạn. Rồi Đức Mẹ Đồng Công, Chúa cái sự tích là Chúa lên thuyền sao anh? Chứ lên thuyền là im sóng gió im lặng sao? Có hai môn đệ, 12 ông thánh tông đồ đi trên bên thuyền, thì khi mà Chúa cầu nguyện á thì các ông đã có những cái việc rất là lo lắng và yêu cầu Chúa là Chúa ơi, rất là lo sợ, thì Chúa mới Chúa ba bảo là sao các con yếu lòng, kém lòng tin thế. Các gì mà và các cha mà có nghe mà con kể một cái câu chuyện này chắc mắc cười lắm, tại vì thực tế là con ở đây con chỉ nhớ tới đâu con nói tới đó thôi. Tiếp nha quý vị và các bạn. Tiếp ở đây là cái câu chuyện là có cái câu chuyện và chiếc tàu nè quý vị thấy không? Chiếc tàu hồng thủy của ông Noe nè. Trong cái Kinh Thánh nó có một cái câu chuyện về tàu hồng thủy của ông Noe. Thì sau khi Chúa thấy con người tội lỗi quá thì Chúa đã yêu cầu sám hối. Tuy nhiên là con người vẫn không có hối cải, cho nên Chúa đã nói với ông Noe là ông hãy đóng một cái chiếc thuyền, và trên cái thuyền đó thì để mỗi một cái loại, một loại thì có một cặp. Thì sau này thì khi mà nước hồng thủy lên chết hết tất cả, thì trong đó có Chúa ông Noe đã cũng có thả ra một cái cặp bồ câu, cặp bồ câu đó là sau này thì lấy cái hình tượng bồ câu là hòa bình. Rồi ở đây là người phụ nữ Việt Nam hết biết rồi. Cái này là người phụ nữ Việt Nam. Cái này gì anh? Ông Lazaro sống lại ha anh. Chúa cho ông Lazaro chết 4 ngày sống lại. Chúa Giêsu rất quý gia đình ông Lazaro, bà chị ông Lazaro là bà Maria, là ai nữa? Đầu gốc kiểu gì vậy? Sau đó thì khi mà Chúa đi thì bà Thánh mới nói rằng là Chúa ơi, nếu Chúa có ở đây thì em con đã không chết. Thì Chúa bảo là em con ông Lazaro chỉ ngủ thôi. Nhưng mà bà càng khóc to lên rằng là việc đó đã nặng mùi rồi, làm sao có thể được. Thì Chúa đã tiến đến và nói rằng Lazaro, và ông Lazaro tỉnh dậy. Quý vị và các bạn thấy không? Một cái bức tượng mà mang nhiều những cái hình sắc, những biểu tượng, và tôi nghĩ rằng là rất khó để kiếm một cái hình tượng này trong Kinh Thánh, cũng như là quay xong chào tiệm cảnh sơn nha. Dạ vâng, tí nữa con mua chuỗi. Chào, con không nhớ. Con quay để con có cuộc không? Con cuộc thì bị đòn ha. Hôm trước con quay mà con cả đoàn cái gì nói
chả biết đạo gì hết. Con nói làm sao con chuyên được bằng gì mà con quay vậy là tốt lắm rồi dì ơi. Mừng con có ý con quay là mừng lắm rồi đó. Đâu, không phải. Lấy bức tượng lớn kia kìa, bức thịt ly kia kìa. Con lấy tấm này hả? Lấy đùa thịt ly à? Con lấy tấm này. Để tham gia.